Andre gay gắt lên án các nghệ sĩ quảng cáo tiền ảo. Mới đây, sự việc hàng loạt celeb lớn nhỏ thi nhau đăng đàn chia sẻ về việc hâu các đồng tiền số ảo đang thu hút sự chú ý cực lớn từ công chúng. Rất nhiều người nhận ra các nghệ sĩ này đến thuật ngữ trong giới còn không nắm được nhưng lên bài nhận xét về coin cứ gọi là uy tín. Giữa lúc hàng loạt nghệ sĩ bị điểm mặt gọi tên vì hành động PR tiền ảo như Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Nam Thư, chiều ngày 12 tháng 5, rapper Andre bất ngờ có bài viết lên án căng đét. Theo đó, Andre không ngại ngần dùng những từ ngữ nặng nề để đánh giá các nghệ sĩ tham gia vào việc quảng cáo tiền ảo. Quảng cáo cái gì mình biết chứ các bạn nghệ sĩ ơi, chẹp, 1,5 điểm về chỗ thưởng cho cái nịp, tham lam, Andre viết. Bài viết thể hiện rõ sự bức xúc của Andre lập tức được lan truyền và chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ thể hiện sự đồng tình với Andre và không chấp nhận chuyện các celeb sử dụng sự nổi tiếng của mình để PR cho các loại tiền mã hóa, tiền ảo rồi kêu gọi fan cùng đầu tư, rủ nhau làm giàu. Biết rằng mỗi bài viết trên mạng xã hội của các nghệ sĩ có thể kiếm về hàng trăm nghìn lượt like và tiếp cận nhưng tận dụng hào quang để PR trá hình. Quảng cáo một cách vô trách nhiệm là hành động đáng lên án. Được biết, sau khi bài đăng đòi nợ bị đặt nghi vấn là PR trá hình của Ngọc Trinh gây tranh cãi, các bài viết có nội dung PR tiền ảo của hàng loạt nghệ sĩ đã bị xóa đồng loạt vào sáng nay trước đó, vào hôm qua. 11 tháng 5, mạng xã hội xôn xao khi hàng loạt celeb lớn nhỏ đăng đàn chia sẻ về việc hâu các đồng tiền số. Điển hình như Ngọc Trinh còn khoe cả ví tiền số của mình với tổng cộng 186 đồng. Theo quy đổi hiện tại thì sẽ có khoảng hơn 10 triệu đô la Mỹ, một con số khiến ai cũng phải choáng váng. Không chỉ vậy, trang Facebook cá nhân của cô nàng còn kêu gọi đầu tư vào hai đồng tiền số khá tai tiếng trong thời gian gần đây. Sau Ngọc Trinh, một loạt celeb khác cũng đồng loạt đăng đàn về các đồng tiền số này. Và điều đặc biệt là các bài đăng giống hệt nhau từ nội dung đến cách chèn hát tác khiến cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn PR trắng trợn. Theo đó, rất nhiều các báo và page uy tín đã đăng bài cảnh báo người dùng về việc dụ chơi coin, đầu tư vào coin. Nhìn qua các bài đăng thì ai tinh ý cũng đều nhận ra thoang thoảng mùi PR quá đà. Nghi vấn được đặt ra cho việc những kẻ đứng sau các sàn giao dịch lớn tại Việt Nam như BHG hoặc thậm chí là đội ngũ phát triển của các đồng tiền số nói trên đã trực tiếp bỏ tiền ra thuê các celeb này đăng tải thông tin để đẩy nhu cầu thị trường lên cao. Trong đống tiền ảo được PR kia còn được chèn vào cả khoi rác đứng chung với các khoi đang nổi để gây thêm uy tín, nhằm dụ các con mồi tất tay ăn theo. Và thật bất ngờ, vào sáng ngày hôm nay 12 tháng 5, netizen mò vào Facebook của các nhà đầu tư để cập nhật tình hình thì tất cả các bài đăng về khoi đã biến mất. Cũng không rõ là các celeb uy tín của chúng ta có tật giật mình xóa bài đăng hay là một trò đùa đồng loạt. Nhưng đây cũng là lời cảnh tỉnh về những ai đang có đam mê làm giàu hay mong nổi đời từ tiền ảo.